suốt trong lịch sử lâu dài, thiên nhiên đã luôn luôn thống trị con người bằng cách áp đặt những điều kiện thời tiết khắc nghiệt thất thường. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã hiểu ra rằng con người khó có thể hoàn toàn làm chủ được thiên nhiên, và điều quan trọng là sử dụng các nguồn lực tự nhiên ưu đãi không đúng đắn sẽ dẫn đến sự hủy hoại môi trường sống, và hậu quả thì thật là khôn lường. It can happen anywhere. Những tai họa mà các bạn đang thấy trên màn ảnh có thể xảy ra bất kỳ ở đâu. Sự biến động của thời tiết đôi khi mang lại những hậu quả không thể lường trước được, và không ai có thể tránh được. Mỗi năm có tới hàng triệu người phải chịu hậu quả của các trận dông tố, bão lụt và hạn hán.